Hello, xin chào anh em. Ở trên bàn mình đang có hai chiếc điện thoại đến từ Xiaomi và anh em có thể đoán ra đây là hai chiếc điện thoại này hay không. Và có một gợi ý dành cho anh em luôn, đó chính là đây là hai chiếc điện thoại vừa mới ra mắt đến từ thương hiệu Xiaomi và nó sẽ thuộc phân khúc cận flagship. Rồi, hết thời gian đoán rồi và bây giờ mình sẽ bật mí luôn. Đây chính là hai chiếc điện thoại Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro. Bây giờ các bạn hãy cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh hai chiếc điện thoại này để xem là nó sẽ có những điểm nổi bật gì anh em nhé. Và ở bên trong thì cả hai chiếc điện thoại này sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những phụ kiện đi kèm, từ ốp lưng điện thoại trong suốt, que chọc sim, sách hướng dẫn sử dụng cho đến kể cả là cáp sạc và đặc biệt là cái củ sạc nhanh 120W này. Ngoại hình của cả hai chiếc điện thoại này thì nó sẽ tương tự như nhau, và nếu như để trên một cái mặt phẳng như thế này mà để chúng ta so sánh, chúng ta nhận biết được đâu là Xiaomi 12T và 12T Pro thì thực sự sẽ là một cái điều rất là khó, bởi vì ngoại hình của nó là tương tự như nhau với cái phần mặt trước được vát phẳng và mặt sau thì nó sẽ được làm bo cong ở hai bên phần cạnh viền như thế này. Nó sẽ tạo nên một cái sự dễ chịu và thoải mái khi mà các bạn cầm nắm, kể cả là các bạn cầm điện thoại các bạn sử dụng một tay hay là hai tay giống như mình như thế này. Thiết kế này thì nó sẽ mang đậm cái DNA của nhà Xiaomi và nó sẽ không có quá nhiều sự khác biệt lắm so với hai người tiền nhiệm của nó là chiếc Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro. Mặt lưng của cả hai chiếc máy này thì sẽ đều được làm từ kính nhám và nó đem lại một cái cảm giác sờ rất là mịn, nhưng mà quan trọng là khi sờ vào nó lại để lại khá nhiều dấu mồ hôi về vân tay ở trên đây, và mình nghĩ đó chính là lý do khiến Xiaomi tặng cho người dùng những cái ốp lưng ở trong những cái chiếc hộp của chiếc điện thoại này. Đối với Xiaomi 12T thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản màu để cho các bạn lựa chọn là đen, bạc và xanh dương. Còn đối với Xiaomi 12T Pro thì chúng ta sẽ chỉ có 2 phiên bản màu sắc thôi, đó chính là màu đen và màu bạc. Và nếu như các bạn muốn chọn những cái phiên bản màu sắc tươi tắn trẻ trung hơn thì mình nghĩ là các bạn sẽ chọn cái phiên bản Xiaomi 12T này đi, bởi vì nó có phiên bản màu xanh dương. Còn về phần phím cứng điều khiển thì ở bên cạnh phải của cả hai máy sẽ là vị trí của nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Còn đối với bên phần cạnh trái thì chúng ta sẽ được làm trơn nhẵn và không có gì cả. Còn đối với phần cạnh trên thì cả hai máy sẽ được trang bị một cái hệ thống loa ngoài, nhưng riêng đối với chiếc Xiaomi 12T Pro thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái dòng chữ nữa là Xiaomi Harman Kardon. Còn đối với phần cạnh dưới của cả hai chiếc điện thoại này thì nó cũng vẫn sẽ tương tự như nhau, với một cái cổng sạc Type-C ở phía dưới này, một cái khay đựng thẻ SIM và kèm theo đó là một cái hệ thống loa ngoài nữa. Vậy là cả hai chiếc điện thoại thuộc phân khúc cận flagship đến từ thương hiệu Xiaomi thì chúng ta sẽ đều được trang bị một cái hệ thống loa kép rất là tiên tiến, rất là xịn sò. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nổi bật nhất ở trên cái phần mặt lưng của cả hai chiếc điện thoại này, đó chính là camera. Camera ở trên chiếc Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro thì nó sẽ được thiết kế theo dạng hình chữ nhật đặt dọc, nhưng mà nó sẽ khác nhau đôi chút về cái độ dày của camera. Khi mà camera ở trên Xiaomi 12T Pro thì nó sẽ được thiết kế theo dạng tam cấp và nó dày hơn khá là nhiều so với camera ở trên chiếc Xiaomi 12T. Mà nó dày hơn thì cũng đúng thôi, bởi vì cảm biến chính ở trên chiếc Xiaomi 12T Pro này nó có độ phân giải rất là khủng khiếp mà mình sẽ nói ở phía sau này. Camera ở trên Xiaomi 12T thì nó sẽ có cảm biến chính với độ phân giải là 108 megapixel. Camera góc siêu rộng thì nó sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, và camera macro thì nó sẽ có độ phân giải là 2 megapixel. Còn đối với camera ở trên Xiaomi 12T Pro thì đây sẽ là một cái sự cải tiến khá là lớn mà phải nói là vượt bậc luôn, khi mà với một cái chiếc điện thoại thuộc phân khúc cận flagship thôi mà chúng ta đã có một cái hệ thống camera với cảm biến chính lên đến là 200 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera macro thì nó sẽ có cùng độ phân giải là 2 megapixel giống như là camera ở trên chiếc Xiaomi 12T thôi. Camera ở trên Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro sẽ hỗ trợ rất là nhiều những cái chế độ chụp ảnh khác nhau dành cho các bạn có nhu cầu chụp ảnh từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ có chế độ chụp ảnh thông thường, chụp ảnh HDR, và bên đây thì chúng ta sẽ có chế độ camera chuyên nghiệp nữa. Còn kế bên chúng ta sẽ có chế độ chân dung, chụp ảnh ban đêm, và ở phần thêm nữa này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái chế độ chụp ảnh khác nhau, từ camera 108 megapixel, video ngắn, chụp ảnh toàn cảnh, quay view clock, hay kể cả là các bạn sẽ có những cái chế độ chụp ảnh khác như là hiệu ứng phim, phơi sáng lâu. Và đây chính là những cái tính năng signature ở trên camera của những cái dòng Xiaomi. Còn về chất lượng ảnh ở trên hai chiếc điện thoại này mang lại thì nó đều ở mức rất tốt, nhưng mà nó sẽ có hai cái hướng khác nhau. Với chiếc Xiaomi 12T thì hình ảnh của nó cho ra sẽ thiên về màu sắc trung thực hơn, và các bạn sẽ có thể thấy ở trên màn hình là những cái khoảng sáng tối được nó khắc họa rất là tốt. Hình ảnh được chụp ở trên chiếc Xiaomi 12T Pro thì nó sẽ thiên hướng về cái màu sắc tươi tắn hơn, nịnh mắt hơn. Và các bạn sẽ có thể thấy trên màn hình là màu sắc của nó rất là sống động và độ chi tiết thì vẫn giữ rất là tốt nha. Còn so về màu sắc thì nó sẽ tươi hơn so với hình ảnh được chụp ra từ con Xiaomi 12T. Khả năng quay video ở trên hai chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ có một cái sự chênh lệch nho nhỏ. Đối với chiếc Xiaomi 12T thì nó sẽ cho phép người dùng quay video ở độ phân giải tối đa là 4K 30fps. Còn đối với chiếc Xiaomi 12T Pro với một cái cảm biến lớn hơn 200 megapixel thì nó cho phép người dùng quay video ở độ phân giải tối đa là 8K 24fps. Còn về camera selfie thì cả hai chiếc điện thoại này sẽ sử dụng chung một cái cảm biến với độ phân giải là 20 megapixel và hỗ trợ làm đẹp bằng AI. Với camera selfie ở trên những cái chiếc điện thoại đến từ những cái thương hiệu Trung Quốc như là Oppo, Vivo hay kể cả là Xiaomi như thế này thì nó đều cho ra những cái chất lượng ảnh khá là ảo, và các bạn sẽ có thể thấy đây, mình đã có chụp thử 2 tấm hình. Đối với ảnh selfie ở trên chiếc Xiaomi 12T thì ảnh cho ra, các bạn có thể thấy trên màn hình là da của mình đã được xử lý khá là mịn. Tuy nhiên thì nó vẫn còn những cái nốt ruồi ở đây, vẫn chưa xử lý tốt lắm, và kèm theo đó là nó sẽ hồng hào hơn. Còn đối với ảnh selfie ở trên chiếc Xiaomi 12T Pro thì ảnh nó sẽ xử lý mịn hơn so với ảnh của chiếc Xiaomi 12T, nhưng mà cái sự hồng hào của da sẽ không còn nữa, và thay vào đó nó sẽ hơi có thiên hướng là nó trắng hơn một xíu so với ảnh selfie ở trên chiếc Xiaomi 12T này. Đi đến phần mặt trước của cả hai chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình đục lỗ rất là lớn với kích thước là 6,67 inch, và tấm nền được trang bị ở trên cả hai chiếc điện thoại này vẫn là tấm nền AMOLED, nên hình ảnh cho ra thì nó vẫn sẽ tươi tắn, sắc nét, và kèm theo đó là nó nịnh mắt hơn so với những cái tấm nền IPS thông thường. Và kèm theo đó màn hình này là màn hình đạt chuẩn HDR10+, tần số quét 120Hz. Với những cái thông số về màn hình như thế này thì thật sự quá đẹp để chúng ta có thể là xem phim hay là cày game trên chiếc điện thoại này. Và cái chất lượng ảnh mang lại thì mình cũng cảm thấy rất là thích ở trên màn hình của cả hai chiếc điện thoại này luôn. Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro đều được trang bị những con chip rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Với Xiaomi 12T thì chúng ta sẽ được trang bị con chip Dimensity 8100 Ultra. Dung lượng RAM của nó thì sẽ là 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Còn đối với chiếc Xiaomi 12T Pro thì chúng ta sẽ được trang bị một con chip đứng đầu bảng của thế giới Android hiện tại, đó chính là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, và dung lượng RAM của nó thì sẽ là 12GB và bộ nhớ trong của nó thì sẽ là 256GB. Với cấu hình rất là mạnh mẽ ở trên hai chiếc điện thoại này thì nó dư sức có thể đáp ứng tốt những nhu cầu từ cơ bản cho đến nâng cao dành cho các bạn. Nếu như các bạn muốn có một cái chiếc điện thoại để có thể là cày phim, xem YouTube, xem TikTok hay kể cả là chơi game liên quân PUBG cho đến những cái tựa game cực kỳ nặng giống như là Genshin Impact thì các bạn có thể là chọn hai chiếc điện thoại này, bởi vì nó dư sức làm những điều đấy. Cả hai chiếc điện thoại này thì đều sẽ được trang bị chung một viên pin có dung lượng là 5000 mAh và nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh 120W. Theo như hãng công bố thì chúng ta sẽ mất khoảng 19 phút để có thể sạc đầy cho viên pin ở trên hai chiếc điện thoại này, từ 0 lên 100%. Nhưng mà theo như mình test thực tế thì chúng ta sẽ mất khoảng là 25 phút để sạc đầy viên pin này từ 0 lên 100%, với điều kiện là mình sẽ đặt wifi và mình bật mạng di động lên thì nó sẽ mất một khoảng thời gian đấy. Nói chung thì đây vẫn là một cái khoảng thời gian rất nhanh để các bạn sạc đầy một viên pin lớn 5000 mAh như thế này. Tổng kết lại thì với hai chiếc điện thoại này, Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro thì nó sẽ là một cái đối thủ nặng ký và sừng sỏ trong phân khúc cận flagship, mà tiêu biểu nhất đó chính là chiếc Oppo Reno 8 Pro hay kể cả là Samsung Galaxy S22, với những cái điểm mạnh ví dụ như là camera có độ phân giải lớn, kèm theo đó màn hình đẹp trong trẻo, tấm nền AMOLED cực kỳ nịnh mắt, và cuối cùng đó chính là một cấu hình mạnh và một viên pin cực kỳ trâu. Không chỉ vậy mà còn hỗ trợ sạc nhanh 120W nữa. Còn các bạn cảm thấy là hai chiếc điện thoại này như thế nào? Nó có đáng giá đến từng xu ở trong phân khúc cận flagship này hay là không? Thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!